với Mèo Hoa Dâu. Nếu như bạn là cá nhân muốn kinh doanh nào mất trong kinh doanh sắp tới, bạn chưa biết mua ở đâu. Nếu như bạn là doanh nghiệp mua đào quất để lấy chứng viết trong nước sạch mà cũng chưa biết mua ở đâu, và nếu như bạn là cá nhân mà mua đào quất để lấy chứng viết chưa biết mua ở đâu, thì hãy cùng tôi tìm câu trả lời ở trong video này nhé. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại làng hoa tên là Lam Vân Thái Bình Hồng, và tôi có chuẩn bị cung đào hoa Tết và cung tinh xuân về, và chỉ còn những ngày nữa thôi thì tại nơi đây sẽ làng hoa cây cảnh La Vân xã Quỳnh Hồng thì nằm trên trục đường 317B nối giữa tỉnh Hải Dương và Thái Bình. Và vị trí mà làng cánh đồng hoa cây cảnh thì cách cầu Hiệp 2 km về phía bắc. Và khi mà di chuyển đến đây thì các bạn sẽ thấy có một cây xăng của công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long ở bên tay trái các bạn. Và để dễ nhận biết thì hiện tại thì bà con nông dân ở đây đã làm một cái tấm băng rôn bên kia để cho mọi người dễ nhìn thấy này. Đến đây thì ngoài việc các bạn có thể chọn mua đào quất thì các bạn cũng có thể mua rất nhiều hoa hồng đây. Các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy có rất là nhiều tấm hồng này, hồng chim nguyên bản này. Chân tôi sẽ giới thiệu với các bạn 10 vườn quất, và đối với tôi đánh giá là những vườn quất đẹp nhất. Và tại các vườn quất này thì chủ vườn có lưu lại số điện thoại, tôi sẽ quay tổng quan cái vườn quất đó để các bạn thấy, nếu mà trường hợp mà các bạn ưng ý thì các bạn có thể liên lạc theo cái số điện thoại của chủ vườn để chúng ta hỏi mua nhé. Đây là vườn quất đầu tiên tôi muốn giới thiệu với các bạn. Đây các bạn có thể nhìn thấy từ xa này,
các cây quất được bà con nơi đây tạo thế trông giống như cây thông Noel vậy. Theo tôi đánh giá thì với những cây quất như thế này thì các bạn có thể thuê hoặc là mua về để trưng dụng tại những đại sảnh các cơ quan, xí nghiệp hoặc nhà xưởng. Thật là tiếc khi mà cái chủ vườn này thì họ đã không lưu lại bất cứ một thông tin gì. Tuy nhiên thì là cái vị trí khu vườn cây vườn này nó ở ngay cái đầu lối vào của làng hoa nên các bạn nếu mà di chuyển đến đây thì các bạn có thể dễ dàng nhận ra. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Quất đã đỏ rực rồi, rất là đẹp luôn. Wow, cảm giác như chúng ta đang lạc vào rừng quất vậy. Đây này, quý vị thấy cái quất này to chưa? Và bây giờ thì nhờ cái khoa học kỹ thuật công nghệ thì quất được bảo lưu rất là lâu. Chúng ta có thể chơi quất cho đến hết tháng riêng, tháng 2, tháng 3 luôn. Đây, đây các bạn nhé. Kia là cái lối vào của làng hoa. Thì cái ruộng này nó ở cái vị trí bên phải lối vào nhé. Các bạn có một chút sai sót. Sau khi mà đi dạo hết một vòng thì tôi cũng thấy nhìn ra cái biển rồi. Đây, quất đào, số điện thoại liên hệ. Trường hợp nếu mà các bác nào mà kết cái cây quất nào ở dân vật này thì các bạn có thể liên hệ theo cái số điện thoại này nhá. Tôi không quảng cáo cho bất cứ vườn quất đào nào cả, chỉ review này thôi. Nếu mà trường hợp các bạn mà thấy ý và muốn hỏi giá cả trước khi mà tới vườn thì chúng ta có thể liên hệ theo số điện thoại trên. Bên cạnh quất đấy thì đây còn tạo nó rất là cây như nhiều cây đào thế luôn. Sẽ đổ mưa rồi. Thì bên cạnh cái vườn quất đấy thì tôi thấy có một vườn đào rất là đẹp đây. Đào thì bắt đầu lấm tấm ra một vài bông hoa rồi. Đào này là đào phai nhá. Thế uốn lượn như là rồng bay phượng múa vậy. Đào quê tôi thì mọi người uống ôi mưa rồi mọi người ơi. Đây tôi sẽ quay thông tin liên hệ của cái vườn đào này đây, bán đào này. Tôi nhìn qua thì cái vườn đào này số lượng chắc phải được tầm 200 gốc đấy. Đào phai này, chủ yếu là đào phai thôi. Các bạn hãy xin lịch và liên hệ trong trường hợp nếu bạn nào có nhu cầu.
xem nhìn thấy nhé. Các bạn thấy chưa, 3000 quất luôn, quả khá là to và cũng chỉ là mới chớm vàng thôi. Vâng, đây là nhà vườn thứ ba mà tôi muốn giới thiệu với các bạn. Vâng, vâng. Đây, đây là số điện thoại của nhà vườn. Bác ấy đang sợ là đang sợ là nhiều người gọi đến quá, bác ấy không cung cấp kịp việc, nên là bác có cung cấp thông tin là bác chỉ bán lẻ không bán buôn. Ôi, rất đẹp chưa mọi người ơi. Cây này phải tầm 2-3 năm tuổi này. Thực sự luôn ấy, tôi rất là kết. Nhìn bác gái, bác ấy vẫn còn đang tỉa tót chăm này. Dạ. Để mà trồng được một cây quất như này tốn rất là nhiều công sức và phải mất từ 1 năm cho đến 2 năm. Vườn quất này thì tôi nhận thấy là ít quả hơn và quả vẫn còn khá là xanh. Một vài quả chín này. Thế nhưng thế này thì cũng khá là tốt đối với những bạn nào mà có nhu cầu mà mua chơi lâu hơn. Và đây là số điện thoại liên hệ của nhà vườn. Thank you.
họ uống nhiều nhỉ. Ui đẹp thế, trời ơi, thực sự thế. Lúc này chắc ông phải tầm 4 năm ấy, 3 4 năm ấy. Sức sáng tạo của những người Việt Nam. Quay cả cây bên kia kìa. Đừng bảo là lấy hạt cam mà mình ăn đi chứ. Không mà lên thôi. Trưng bày một cái cây to ở đại sảnh. Cái này tôi nghĩ phải tầm 4-5 năm. Vâng, và tôi nhìn thấy một cái biển liên hệ của nhà vườn kia rồi. Chúng ta hãy cùng xem là số điện thoại của nhà vườn là số bao nhiêu nhé. Vâng, kia là số điện thoại của nhà vườn này, 0985189088. Đây đây là đẹp. Luống đấy thì cũng không ngoằn mấy có mấy đâu.
đồng mới được đầu tư xây dựng đổ bê tông theo chương trình nông thôn mới, thì với con đường mới như này, cổ đường rộng tầm 3 mét thì dễ dàng cho việc giao thương giữa thương nhân như này bê tông vận chuyển đường hàng hóa sẽ dễ dàng hơn nữa. Vâng, và đây là chuyên mục giới thiệu cho đào ruộng. Nhà này thì toàn đào thôi, các bạn còn nhớ cái ruộng đào cấp của Bắc Lưỡng tôi giới thiệu trong video này chưa? Đây, tôi sẽ quay trở lại với những gốc đào lâu năm của nhà bác. Đào nhà bác thì nở tương đối rồi, với đào phai này, thấy chưa? Gốc đào to. Và nếu như các bạn mà không nhớ cái thông tin mà tôi gửi trong video lần trước thì chúng ta có thể liên hệ theo số điện thoại bên trên này. Và để đảm bảo cho các gốc đào là không bị đánh cắp thì các bác nông dân cũng kịp xích các em vào với nhau này. Tối người ta ngủ đây người ta trông mà. Này ít bữa nữa trời nắng đẹp ấy thì đào đúng đẹp, quá đẹp luôn. Cái đào quất thì tôi thích quất hơn. Đây có một bác
của chú Đát, thôn Lào Vân 3, một trong những nhà vườn lâu năm. Mọi năm thì tôi cũng hay mua đào và quất tại nhà chú. Wow, các bạn thấy không? To vật vã luôn. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Cây này thì bao nhiêu năm tuổi chú nhỉ? Đến chục năm không? Cây này là chú mua gốc là của người ta là trồng 19 năm. 19 năm cái gốc này các bạn tin không? Gốc đào này 19 năm này. À quên nhầm, sorry, gốc quất 19 năm. Bằng tuổi một thiếu nữ cấp 3 đấy. Bạn nhìn thấy chưa? Đây như một cái xanh cổ luôn. Và cũng làm bông tay đẹp luôn. Đấy, mỗi cây một dáng thế. Cây to kia là cây quạt phong. Đây là cây trực. Cái có thế đúng không ạ? Có thế đấy các bạn. Không phải tự nhiên là nó có dáng như này đâu, nó có thế đấy. Cây này là cây trực hoành. Cây này là cây trực hoành. Trực hoành ạ? Ừ, cây này là cây trực hoành. Cú làm quả xanh quả chín hoa lồng. Nên nó mới ra được. Trực hoành này. Trực mẫu tử. Quần tụ. To nhỉ? Trời. Ôi lại một cây 19 tuổi rồi các bạn ơi. Còn nhiều cây 19 tuổi gốc bạc trắng như cây xanh. Năm điểm. Sợ thật. Thế nhưng gốc này là chú cho thuê hay là bán? Có bán không? Bán cũng được, cho thuê được, chú được, toàn khách quen. À thế ạ. Mấy cây đẹp nhỏ. Mấy cây này thì phải trưng dụng vào mấy cái tòa nhà địa ốc ấy. Chú có biển số điện thoại gì không? Kia gì ạ? 0972780439. Như vậy các bạn vừa mới xem xong vườn quất của nhà chú Đáp trực tiếp này. Dạ. Với rất nhiều gốc quất có niên đại từ 19 tuổi. Và thế có tên gọi hẳn hoi nhá. Nếu những bạn nào mà có nhu cầu mua hoặc là thuê những cái gốc quất này thì vui lòng liên hệ cho chú Đát theo số điện thoại chú vừa đọc nhé. Tôi hy vọng rằng là cái thông tin mà chúng tôi cung cấp hữu ích cho các bạn, một phần cũng góp phần giúp đỡ người nông dân với tôi tiêu thụ những sản vật của họ trong một năm vất vả họ làm ra.
giờ chúng ta sẽ di chuyển sang thăm vườn quýt của nhà chú nhé. Đây, nếu mà các bạn có nhu cầu về quất đứng thì đây, nhà chú cũng cung cấp đủ loại quất luôn. Tư thế dáng đúng là cây thông Noel. Cô đây là phu nhân của chú Đáp. Hồi mâm cũng hộp xôi này là bung mất rồi. Đây cũng là ruộng nhà cô ạ. Đây quýt đây các bạn này. Quýt này chúng ta chơi tiết xong chúng ta có thể ăn luôn. Quýt nhà chú là trồng theo công nghệ sạch. Các bạn không lo thuốc. Chúng ta chơi xong chúng ta có thể sử dụng ăn luôn. Bỏng cái chanh quýt này. Nhìn cái gốc to nhỉ. Gốc kỳ to phải bằng cái cổ chân. Mất thương bắt kìa. Kiểu như nuôi cho nó mầm lên hay có ghép gì không được? Chú phải làm ấy, chú phải làm cái này 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 chú phải ghép nhưng mà phải nuôi nó không thể ăn ngay được. Thế sao gọi là song siêu à? Giống hai cái siêu đứng với nhau à? Một gốc này. Vâng. Hai cành chia nhau ra cũng chia đều. Cho bọn ngồi về được bạn. Đây. Nếu quá tí nữa là bạn không ngồi đâu.